Thưa quý vị, góp phần thực hiện hiệu quả đề án thành phố môi trường, thời gian qua, Đà Nẵng đã huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giải bài toán xử lý rác thải. Đây là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền và nhân dân thành phố. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với tình trạng đổ chất thải rắn xây dựng tràn lan trên các tuyến đường, khu đất trống, khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, sức khỏe người dân. Đây là tuyến đường Lê Văn Miến, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, ngổ ngang chất thải rắn xây dựng, hay còn gọi là giá hạ xà bần. Rất nhiều khu đất trống, vỉa hè và các tuyến đường thưa thớt dân cư trên địa bàn quận Liên Chiểu cùng chung tình trạng gây nhếch nhác, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Quận Liên Chiểu được xem là địa bàn khá nóng về tình trạng đổ trộm rác thải xà bần. Trong thời gian qua, thì Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt, chỉ đạo lực lượng tổ quy tắc đô thị, lực lượng công an thường xuyên tuần tra địa bàn, và cũng đã có trường hợp là xử phạt trường hợp đổ giá hạ xà bần. Tuy nhiên thì do địa bàn rộng, là nhiều khu đất trống và người ta thường đổ cái giờ buổi trưa hoặc là buổi tối, nên nó là trong quá trình kiểm tra nó không thường được thường xuyên. Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cho biết cuối tháng 12 năm 2021, quận đã có tờ trình lên Sở Xây dựng thành phố xin chủ trương quy hoạch 7 điểm tập kết giá hạ xà bần trên địa bàn quận, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, bãi tập kết tạm nằm ở khu vực phía sau lưng bệnh viện Ung bướu do công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Phát Tiến quản lý khai thác, nhưng nay đã hết phép, phải dừng hoạt động và nhanh chóng trở thành nơi đổ trộm giá hạ của người dân. Nếu không có biện pháp kịp thời, nơi đây sẽ trở thành bãi rác lớn, trái phép và nhếch nhác. Bãi của tôi là trước đã hoạt động được 3 năm, nhưng mà sau thời gian là coi như là cuối năm 2021 tháng 12 á thì hết giấy phép. Rồi Ủy ban nhân quận thì cũng có chủ trương là cũng như là tạm ngừng. Thao tôi cũng nguyện vọng là Ủy ban nhân quận cố gắng sớm để mà cấp phép lại để tôi hoạt động lại trở lại. Khi mà tạm dừng thì tôi cũng trả lại cho địa phương, phường, quận quản lý. Thì ở đó thì không có người giám sát, thì dân họ tự thấy họ vô đổ thôi. Là một quận nội thành trung tâm được xem là đại diện cho bộ mặt đô thị Đà Nẵng, chính quyền quận Hải Châu cũng đang đau đầu với vấn nạn ô nhiễm rác thải xây dựng. Ngay ở một vị trí đẹp, cầu Tuần Phước và cuối tuyến đường Như Nguyệt nằm sát vịnh Đà Nẵng và ven sông Hàn cũng không ngăn được sự hình thành bãi đổ trái phép này. Mặc dù đã cắm biển báo cấm đổ rác và sẽ xử lý nghiêm, nhưng giá hạ xà bần, rác thải vẫn bừa bãi khắp nơi. Không kể riêng xà bần xây dựng mà những cái tủ bàn ghế mà hỏng trong quá trình một năm là thứ hai người ta thanh lý, người ta cũng vất ra đầy, kể các loại rác ngoài xà bần rồi áo gối chăn đệm, người ta không bỏ rác được, người ta đi xả. Mà xả vắng người là người ta bỏ, chứ không phải là vắng người là người ta đổ trộm. Đêm có, ngày có. Chỉ cần dạo qua hàng loạt các tuyến đường như Đinh Liệt, Lê Đỉnh, quận Cẩm Lệ, Phạm Văn Xảo, Thành Vinh 2, Nguyễn Huy Chương, quận Sơn Trà, chúng ta có thể thấy rõ sự nhếch nhác ở từng con phố, rác trên vỉa hè tràn xuống lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị. Hình ảnh đáng buồn này không chỉ đang tồn tại mà ngày càng phát sinh nhiều hơn. Trong năm 2022 thì sau khi tình hình dịch ổn định thì đến bây giờ thì lực lượng đã phát hiện 7 vụ đổ trộm xà bần. Trong đó là có 4 vụ là các đối tượng dùng xe tải và còn lại là sử dụng các cái xe thô sơ. Căn cứ trên đó thì đã ra các quyết định xử phạt với số tiền đối với các trường hợp kia là hơn 8 triệu đồng. Chất thải rắn xây dựng là chất thải rắn phát sinh trong quá trình cải tạo, xây dựng, phá dỡ công trình và các phế liệu trong xây dựng. Đà Nẵng là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng nên việc tháo dỡ, xây dựng mới các công trình nhà ở tăng theo từng năm. Lượng rác thải xây dựng phát sinh mỗi năm ước tính là rất lớn, bởi theo số liệu từ các cơ quan chức năng trong 3 năm 2018-2020, bình quân mỗi năm Đà Nẵng đã cấp giấy phép xây dựng cho gần 14.000 công trình nhà ở. Dự tính đến năm 2030, chất thải rắn xây dựng thành phố sẽ đạt khoảng 2.700 tấn một năm. Vậy nhưng, cho đến thời điểm này, Đà Nẵng vẫn chưa có bãi tập kết giá hạ xà bần. Xử lý chất thải rắn xây dựng đang là bài toán nan giải của thành phố.